Hola, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Tròn. Và mình vừa mới đi thư viện về thì mình mới sực nhớ là mình đã có ý định làm cái video này rất là lâu rồi mà mình quên mất tiêu. Cách đây vài tháng thì em Noi Xem Bookstock có ra một cái video khuyến khích mọi người hãy sử dụng dịch vụ thư viện nhiều hơn. Và mình là một cái người mà thường xuyên mượn sách của thư viện, cho nên mình nghĩ là mình có thể chia sẻ một chút cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này. À, sẵn tiện đây thì mình khoe với các bạn là mình vừa mới mượn được hai quyển sách. Quyển sách đầu tiên là Ai đổ đống rác ở đây của một nhà sư tên là Achan Brahm. Nhà sư là người Anh và đã từng đạt được học bổng học ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Cambridge vào cuối thập niên 1960. Nhưng mà sau đó thì ông đã sang Thái Lan để tu học và để xuất gia và tu học. Theo mình biết thì hiện nay có khá là nhiều sách của nhà sư đã được dịch sang ở Việt Nam, chẳng hạn như quyển Ai đổ đống rác ở đây hay là quyển Nghệ thuật của sự biến mất, Buông bỏ buồn buông. Mình thì chưa từng đọc quyển sách nào của nhà sư cả, nhưng mà khi mà mình nhìn cái vẻ bề ngoài của nhà sư đó, thì mình cảm giác đây là một cái người rất là thân thiện, thoải mái, vui tính và chắc chắn rất là thông minh rồi, bởi vì cái người mà có thể đạt được học bổng của Đại học Cambridge về ngành vật lý thì đâu thể nào là một người đơn giản được, đúng không? Quyển sách này thì được giới thiệu là bao gồm những câu chuyện Phật giáo đặc sắc và truyền cảm hứng giúp bạn sống hạnh phúc. Thì mình nghĩ là những cái câu chuyện nó sẽ rất là nhẹ nhàng và hài hước á. Hy vọng là nó sẽ mang lại cho mình một cái trải nghiệm thú vị. Và cái quyển sách thứ hai mình mượn là Hoa sen trên tuyết được bác Nguyên Phong phóng tác. Công nhận là mình dễ bị lay, dễ sợ. Sau một khoảng thời gian mà mình xem những cái video của anh vui lên thì mình bắt đầu có cái xu hướng là tìm đọc những cái quyển sách mà liên quan tới vấn đề tâm linh và tôn giáo. Và bác Nguyên Phong là một người cũng rất là giỏi, rất là am hiểu trong nhiều lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực tôn giáo và tâm linh. Bác ấy cũng đã dịch và phóng tác rất là nhiều quyển sách như là Hành trình về phương Đông, Trở về từ xứ tuyết, Minh triết trong đời sống, hay gần đây nhất là Muôn kiếp nhân sinh mà anh Vui Linh đã review thì phải. Cho nên là khi mà mình nhìn thấy cái quyển sách này thì mình cũng muốn đọc thử xem nó như thế nào. Đợt này thì mình chỉ mượn có hai quyển thôi, bởi vì cũng còn khá nhiều sách mình vẫn chưa đọc xong. Hy vọng là mình sẽ hoàn thành được hai quyển sách này đúng hạn. Quay trở lại vấn đề chính thì cái video này mình làm ra mục đích chủ yếu là để thuyết phục các bạn hãy sử dụng dịch vụ thư viện nhiều hơn, bởi vì mình thấy nó khá mang lại cho mình khá là nhiều lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên đó là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Mình đã thử làm một cái danh sách nho nhỏ những cái quyển sách mà mình đã mượn trong năm 2019 và tính lại xem là mình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Thì tổng cộng mình đã tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng Việt Nam. Wow, một con số không phải là nhỏ đúng không? Và đối với mình là một cái người không có đọc sách nhiều nữa, mình chỉ đọc năm 2019 là khoảng 20 quyển sách thôi. Vậy nếu như bạn là một cái người mà có thể đọc 40, 50 quyển sách thì cái số tiền mà bạn tiết kiệm được có thể là gần 10 triệu đồng luôn. Wow, ấn tượng không? Đương nhiên là cái việc mà bạn mua sách để đầu tư hay là trau dồi bản thân mình á, thì cái số tiền bạn bỏ ra nó hoàn toàn xứng đáng, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái vấn đề ở đây là chắc chắn sẽ có những quyển sách bạn mua về mà bạn không đọc hoặc là bạn không hoàn thành nó, đúng không? Thì cái cảm giác đó gọi là gì? Tiếc tiền. Cũng có những quyển sách mà mình đã mượn từ thư viện về và mình đọc xong mình đã ước gì mình chưa bao giờ đọc nó. Hoặc là những cái quyển sách mà mình đọc tầm hai cái ba trang cái mình kêu mình không thể nào nuốt trôi quyển này nữa, thế là mình bỏ dở nó luôn. Nhưng mà mình không có bị cái cảm giác tiếc tiền đó, bởi vì đơn giản là mình chỉ cần trả lại cho thư viện là xong rồi. Đương nhiên thì cái việc mượn sách thư viện nó cũng có một cái bất lợi đối với những cái bạn mà thích sưu tầm sách, đó là các bạn không sở hữu quyển sách đó. Nhưng mà theo mình thấy á, thì đối với những quyển sách non-fiction á, mà nếu đó là quyển sách hay á, thì khi mà mình đọc qua một lần ở thư viện rồi thì mình quyết định là mình sẽ đọc lại thì mình sẽ mua quyển sách đó và sau đó mình có thể viết ghi chú vào trong đó, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với những quyển sách mà fiction hoặc là tiểu thuyết á, thì cho dù quyển sách đó có hay tới mức độ nào đi chăng nữa thì mình chỉ thấy là mình chỉ cần đọc từ 1 tới 2 lần đọc lại thôi thì mình cảm thấy là đủ rồi, và mình cũng không có nhu cầu phải sở hữu quyển sách đó. Chỉ khi nào hiếm hoi lắm mình mới gặp một cái quyển sách mà nó khiến cho mình phải đọc đi đọc lại trên dưới 5 lần thì lúc đó mình mới mua quyển sách đó.
và cho nên là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền sách luôn. Vậy cho nên các bạn cũng hãy thử lập ra một cái danh sách những cái quyển sách mà bạn đã đọc trong năm 2019 vừa qua xem. Hãy thử tổng kết lại xem là các bạn đã dành bao nhiêu tiền mua sách, những cái quyển sách đó bạn đã đọc xong chưa, những quyển sách nào bạn chưa đọc, những quyển sách nào bạn đã bỏ lỡ. Lâu lâu tổng kết lại như vậy để bạn có thể biết được cái tình hình sử dụng tiền bạc của mình như thế nào ha. Xem cái lợi ích thứ hai đó là mình không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề tích trữ và bảo quản sách. Tùy vào cái sự kỹ tính của mỗi người mà khi mua sách về sẽ có những bạn phải bọc sách rồi phải giữ cho sách ngay thẳng thớm rồi thơm tho các kiểu, nhưng mình thì không bao giờ phải lo lắng về vấn đề đó bởi vì những nhân viên trong thư viện đã làm cái phần việc đó giùm mình rồi. Hầu hết các quyển sách trong thư viện đều được bao bọc rất là kỹ càng. Thêm một điều nữa là cho dù bạn có kỹ tính tới đâu thì chắc chắn vẫn sẽ có những quyển sách nó bị vàng hoặc là bị cong như thế này. Quyển sách Hoa Sen Trên Tuyết này theo mình thấy là được xuất bản vào năm 2018, có nghĩa là mới chỉ có 2 năm thôi mà giấy nó đã bị cong và vàng như thế này. Đương nhiên không phải là do người bảo quản sách không kỹ mà là do chất lượng giấy không tốt. Và những cái quyển sách như vậy thì thường nó có, mình thì không thích cái mùi giấy cũ, nó có một cái vẻ gì đó ẩm mốc và mình không có muốn giữ những cái quyển sách như vậy nhiều. Cho nên là khi mà mình mượn sách thư viện thì mình không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề đó. Xem tới lợi ích thứ ba thì cái này thì nó có một chút liên quan tới từng cá nhân của mỗi người hơn. Có nghĩa là khi mà mình đọc sách của thư viện thì mình có cảm giác là mình nhớ quyển sách kỹ hơn, lâu hơn, đọc sách hiệu quả hơn và có kỷ luật hơn. Tại sao lại như vậy? Cái lý do thì rất là đơn giản. Đó là khi mà mình mượn cái quyển sách của thư viện về thì mình hay có cái cảm giác là có lẽ đây là lần cuối cùng mình được cầm quyển sách này. Cho nên khi mà mình đọc quyển sách đó, thì mình đọc rất là kỹ, rất là chú tâm. Và nếu có những cái câu văn hoặc là những cái đoạn nào mà đó mình cảm thấy hay hoặc là nó khiến mình phải suy nghĩ thì mình sẽ viết lại vào một cái quyển sổ khác. Cái điều đó nó khiến cho cái quá trình đọc sách của mình á, mình tập trung hơn, đọc kỹ hơn và mình cũng động não nhiều hơn, sau đó lại còn ghi chép kỹ càng hơn nữa. Từ đó dẫn đến là sau khi mình đọc xong quyển sách thì mình nhớ nó lâu hơn và hiểu nó kỹ hơn. Còn về vấn đề kỷ luật hơn thì tại sao lại như vậy? Có những cái quyển sách mà mình mua về á, mình để hoài luôn, để từ năm này qua tháng nọ mãi vẫn không đọc xong. Tại sao? Tại vì mình ưu tiên đọc những cái quyển sách mà mình mượn từ thư viện về. Tại vì khi mượn ở thư viện về thì nó sẽ có một cái ngày bạn phải trả lại, đúng không? Nó giống như là một cái deadline mà bạn cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ của bạn vậy đó. Từ đó nó dẫn tới một cái tâm lý là đối với những quyển sách mà mình sở hữu, mình sẽ nghĩ là ôi trước sau gì nó cũng ở đó thôi, mình có thể đọc nó bất cứ lúc nào. Và thế là mình cứ cài kê dây ngỏng mãi vẫn không đọc xong. Còn đối với những quyển sách mượn từ thư viện thì nó có một cái deadline và nó buộc mình là mình phải hoàn thành cái quyển sách này trước ngày hôm đó. Từ đó dẫn đến là mình đọc sách có kỷ luật hơn và mình phải chia cái thời gian trong ngày ra để bắt buộc mình phải đọc xong những cái quyển sách đó. Vậy nếu như các bạn là một cái người mà vẫn đang cố gắng để xây dựng cho mình một thói quen đọc sách hoặc là một cái thói quen kỷ luật gì đó thì mình nghĩ là cái việc mượn sách thư viện về đọc có thể giúp bạn cái vấn đề đó đó. Đương nhiên là cái việc mượn sách thư viện nó cũng có những cái mặt tốt và những cái mặt hạn chế, và các bạn có thể chia sẻ những cái điều mà mình còn thiếu sót trong cái video này trong phần comments. Nhưng mà thông qua cái video này thì mình hy vọng là mình có thể thuyết phục được bạn là hãy thường xuyên sử dụng dịch vụ thư viện nhiều hơn. Bởi vì khi mà càng nhiều người sử dụng dịch vụ thư viện thì dịch vụ thư viện sẽ được phát triển, sẽ được chú ý và đầu tư nhiều hơn, và biết đâu nó sẽ thay đổi một vài quan niệm của các bạn về thư viện ở Việt Nam. Rồi thì cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại bạn ở một video tiếp theo nha. Rồi thì bye bye!